Receiving Dharma teaching or practice Dharma, so which is very, very important. And the three ways, as I always say, like listening and reflecting and then meditating when you practice that ways. So firstly, carry a right motivation with generating bodhisattva of the mind. And because I'm study Dharma, that is the purpose beneficial to all limitless sentient beings. All limitless sentient beings is entirely all my mother sentient beings. Kindness like my, this life mother. So therefore, all those sentient beings are wishing to take enlightenment. So that reason I'm going to learning Dharma, practice Dharma. When you carry that kind motivation with generating bodhisattva mind, so that can beneficial to you, beneficial to all other sentient beings automatically. Kính chào toàn thể tất cả quý vị. Trước khi chúng ta vào thời giảng chánh văn, thầy luôn nhắc chúng ta trong bước đường tu tập Phật pháp với ba cách thức thực hành văn tư tu là điều lợi ích nhất để mà đem lại sự phát triển trên con đường tâm linh của mình. Nhưng mà tất cả mọi sự thực hành ấy hãy đặt trên nền tảng của sự suy tưởng đến lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Và khi nghĩ đến chúng sinh như là cha mẹ trong bao nhiêu đời kiếp đang chịu đựng nhiều khổ đau, chúng ta nguyện đem tất cả chúng sinh ấy, những cha mẹ trong muôn đời kiếp ấy đến với quả giác ngộ. Và đó là mục đích của mọi pháp hành mà chúng ta sẽ thực hành. Với cái động cơ như thế thì tất cả những cái việc thực hành của mình sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho tất cả mọi người. So after when you read the motivation and generating bodhisattva mind whenever you receiving teaching or whenever you practice, which is extremely important. And when we visualization or short guru yoga, and when you practice guru yoga. So after that, requesting blessings. So when you sit with your meditation cushion, and then crown of the head, posing petals, lotus, blood moon disc, essence of the lama, and inseparable, all the lineage masters. And then if you can also crown of the head, crowned by all the lineage masters and surrounded by all the Buddha Vajradhara. So visualization. So after that, then we pray this short prayer 3 times or 7 times
you raising up your extraordinary devotion, and sincerely your bottom of the heart requesting blessing. So then we can able to receiving all this unbroken lineage, extraordinary blessings coming from two lineage masters. So when we receiving blessing, so when we practice meditation or requesting prayer blessing, so then easy to we can receive blessings and more benefits. Và tất cả mọi thực hành của chúng ta được đặt trên cái nền tảng của tâm Bồ Đề là một thực hành nhiều lợi lạc nhất, và đó là một cái điều thầy luôn nói đi nói lại để chúng ta nhớ khởi phát tâm Bồ Đề của mình khi bước vào con đường hành trì. Khi khởi phát được tâm Bồ Đề rồi, chúng ta sẽ thực hành đạo sư Du Già, quán tưởng nơi không gian trước mặt chúng ta hay trên đỉnh đầu mình có đại sen, đại mặt trăng, trên đó có Đức Phật Kim Cang Trì, bất nhị với đạo sư, xung quanh ngài là toàn thể chư tổ truyền thừa. Và với hình ảnh quán tưởng thật rõ ràng, sắc nét như vậy, chúng ta thành tâm khẩn nguyện từ nơi tâm can của mình, thỉnh cầu các đạo sư, thỉnh cầu chư tổ hãy ban nguồn lực gia trì cho chúng ta. Khi mình thành tâm khẩn nguyện như thế thì nguồn lực gia trì của một dòng truyền thừa không gián đoạn sẽ rót vào trong tâm thức của mình. Với việc thực hành đạo sư Du Già, thỉnh lực gia trì, thì khi chúng ta đón nhận được cái nguồn lực gia trì như thế, tất cả mọi pháp hành của chúng ta sẽ trở nên hết sức dễ dàng và có được cái lợi lạc to lớn trong khi thực hành. So why I always repeat and encourage you to all of you, because that's really, really important. And when we practice particularly in the Vajrayana, and when we are not receiving blessing, we have no extraordinary devotions, very, very difficult to realization. So that reason I encourage that, yeah, please understand. Thầy nói tại sao cứ mỗi lần trước tất cả mọi thời giảng pháp, trước tất cả mọi thời thực hành, thầy luôn luôn nhắc đi nhắc lại và luôn khuyến khích mọi người hãy dành thời gian chú tâm thành khẩn thực hành những vấn đề về khởi phát tâm Bồ Đề cũng như là thực hành đạo sư Du Già, vì cái điều này rất là quan trọng, là một cái nền tảng chính yếu khi chúng ta bước theo thực hành đường của Kim Cang Thừa, để chúng ta hướng lòng sùng mộ của mình về chư tổ, về đạo sư, nhằm đón cái nguồn lực gia trì. Không có cái sự gia trì này, rất là khó để mà chúng ta có thể thành tựu bất kỳ pháp tu nào. Okay, so now we pray together. Chúng ta cùng thỉnh nguyện với đạo sư. Short meditation.
ngồi thiền một thời ngắn ạ. So today we are 10th steps, so which is Jivu Chembulam, which means accordingly with Mahayana ways, Mahayana or Vajrayana, we call whatever called, you know. So which is saying to me to ne da la ce wa ye ma na do no ran di je sa de san ta ye sim jin de zo san chop san ji ya se la le. So when we talk about Mahayana Mahayana tradition, so Mahayana tradition means so not depend as like for example you wearing maroon robes, you wearing blue or yellow robes, you wearing red robes, not like this. So entirely depends our motivation. So motivation when we follow, which is a great vehicle we called Mahayana ways when we practice. So now, like for example, we thinking. So now when I practice, so that's not purpose as a, just myself. Because from the beginning to until now, we are reborn, redied so many times. So that time, all the same thing being is entirely our this life, my mother, my father. So all those kind of same thing beings. So all those kind of same thing being is I wishing to take enlightenment. So that reason I'm going to practice. So then we are, no matter what robes you wearing, so you follow part of the Mahayana ways. So if we don't have that kind of right motivation, so you follow, we call Vajrayana or Mahayana or Theravadan Buddhism, so then turn into anyway and the small vehicles. So therefore, this motivation is extremely important when we practice Dharma. Bước vào phần chánh văn hôm nay, chúng ta đến thực hành thứ 10 theo con đường thực hành của Đại Thừa hay là Kim Cang Thừa, vì chúng ta có cùng một nền tảng. Thì khi nói đến Đại Thừa, chúng ta đều hiểu đây là một cỗ xe lớn, và con đường của Đại Thừa không phải xuất phát bởi những cái hình tướng bên ngoài rằng là chúng ta thuộc một cái tăng đoàn nào đó với những cái áo khoác với đủ màu sắc khác nhau. Thì những cái điều đó nó không có nói lên được cái con đường của sự thực hành Đại Thừa. Tất cả mọi điều đến từ cái hạnh nguyện của những người bước theo con đường thực hành Đại Thừa là một cỗ xe lớn. Khi chúng ta nói đến cỗ xe lớn là nói đến cái hạnh nguyện đưa tất cả mọi cái lợi ích trong việc thực hành của mình hướng về khắp chúng sanh. Từ vô thủy cho đến bây giờ, không có chúng sanh nào mà không phải là cha là mẹ của chúng ta. Thì khi mà hiểu được tất cả cha mẹ vốn là không gian vô tận, điều đang chịu những khổ đau, thì với người thực hành theo con đường Đại Thừa nguyện rằng chúng ta sẽ đem tất cả chúng sanh, tất cả cha mẹ đến với bến bờ của an vui, của giải thoát. Nếu chúng ta không có được cái hạnh nguyện như vậy, thì bất kể là mình ở trong một cái tăng đoàn nào với những cái hình tướng ra sao, thì chúng ta cũng không đang bước theo con đường thực hành của Đại Thừa. Do vậy, trong việc thực hành Phật Pháp, động cơ và cái động cơ mà đưa dẫn chúng ta bước vào thực hành hết sức là quan trọng.
So when we say tome dune dala tsewaye, which means like three worlds. Three worlds means top one, which is a god realm, and the human realms, and the naga realms, we call three worlds generally. And this three world living beings, so which means when we, if we are researching, so when start this samsara, so when it's beginning, even Buddha cannot able to predict or Buddha cannot taught when start from samsara. So when we can say when is end this samsara, so that entirely in our hand. So now particularly Buddha taught us 84,000 Dharma teachings. So this essence or the antidote of how to we can reduce five defilement. So when we practice that way, so then and when is the end of the samsara entirely in our life. So when we already reaching enlightenment, so then end of the samsara. So Buddha cannot predict beginning. So that much from beginning came to until now. So how many living beings is be or our mother? When be or our mother, like we can compare to this life on our parents. So how much putting effort into the individually or our life. So when parents normally doesn't want to eat and the very nice, very delicious food because concerned and money and the materials want to build up for on their child. So education, clothes and house, like thinking nearly like many, many generations. So without parents taking care with us. So in the same, many there are living beings, but human being is alive as a most, how to say, weak one. Without mother, and we can die at any time. Like, especially when we are child. So mother, how much putting effort into our life? When we are into the mother's womb, mother always concerned, caring, and cannot move very strongly, and cannot eat and too much, cannot drink too much or hot water or anything. It's always baby. And night time also cannot sleep smoothly, and the concern always on their child. And when we are born from outside, so then start during the 9 months and also 10 days, extremely very, very hard shape. And the walking and the put so much effort to our life. And then we can thinking, we can concern to all other sentient beings. So other sentient beings, we never say, oh, you never be or my mother. And then, so we do not know, you know? So that much we are reborn, redied. So we can think that way. To me, to not, let's say why. So most kindness and how to we can able to repair. Trong ba thế giới mà chúng ta có thể được mô tả để mà hình dung, đó là thế giới của các vị trời, trong thế giới của loài người, cũng như là cái thế giới ở phía dưới của các vị Naga, thì mình xét chiếu, quán chiếu vào cái sự vô thường và vô thủy, vô chung của những cái thế giới này để thấy rằng là chẳng biết cái điểm bắt đầu từ đâu sinh ra cái thế giới luân hồi và đến kết thúc thì khi nào, ngay cả một vị Phật cũng không thể nói được điểm khởi đầu của thế giới luân hồi này, nhưng mà cái sự kết thúc của nó thì lại nằm ở trong tay của chúng ta. Sau khi Đức Phật đã ban truyền hướng dẫn cho chúng ta 84,000 pháp môn thì Ngài mong cầu để cho làm sao mọi chúng sanh đang kẹt ở trong sự khổ đau này đều có cơ duyên tiếp cận giáo pháp thực hành và nương vào đó để mà đạt được cái sự giải thoát khỏi cái luân hồi sinh tử đầy khổ đau này. 84,000 pháp môn tuy nhiều thế nhưng mà duy nhất chỉ có một mục đích, đó là giải trừ đi ngũ độc trong thân tâm chúng ta. Và khi mà ngũ độc đã hoàn toàn tịnh diệt thì chúng ta sẽ chấm dứt được sinh tử luân hồi.
khi nói đến cái vòng sinh tử luân hồi vô thủy này, có nghĩa là đã từ lâu lắm rồi chúng ta cứ sinh ra chết đi và tái sinh lại. Mỗi lần chúng ta sinh ra, được sinh ra bởi cha mẹ, và tất cả cha mẹ trong muôn đời kiếp này đều thương yêu lo lắng cho con cái của mình, đã hy sinh rất là nhiều để con cái có được hình hài, có được sức khỏe, có được cuộc sống. Cái chúng sinh cõi người này thì thật là yếu ớt khi mà mới sinh ra. Nếu không có cái sự chăm sóc của mẹ, sự thương yêu của mẹ, thì chắc chúng ta không thể nào có thể lớn được đầy đủ hình hài. Đến ngày hôm nay, từ khi mang thai, mẹ đã không dám ăn những thức ăn nóng, thức ăn cay. Nhiều khi nghĩ đến đứa con đang ở trong bụng mình, khi ngủ cũng lo lắng cho đứa con. Suốt 9 tháng 10 ngày, lúc nào cũng lo lắng khổ sở với cái sự mang thai để mà lo cho con mình được hoàn hảo sinh ra mẹ tròn con vuông. Tất cả những cái ơn đó chúng ta cần phải ghi nhớ để tìm mọi cách đền báp báo công ơn cha mẹ mình. Thì khi cha mẹ mình đời này cũng như vô vàn đời trước vẫn còn đang kẹt ở trong luân hồi đầy rẫy khổ đau này, thì chúng ta nghĩ đến cái cách thức nào mình có thể đưa dẫn cha mẹ, giải thoát cha mẹ được, thì đó là con đường thực hành pháp theo Đại Thừa. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới có được đầy đủ cơ duyên để đưa dẫn cha mẹ chúng ta đến được bến bờ an vui giải thoát. So beginning to enter now, we are reborn that verse and that ten be all my kindness mother and working extremely hard and build up this precious human life. Like for example, last time I think I taught like on my childhood experience, you know, mother who work hard. So when I was young and generally in Tibet, very, very poor. And especially my family poor because I have many kids. So when my father and my mother visit relatives, so during that time, no or having car. So even no horse, not many family have horse to ride. So when my mother was visit to relatives, so when they don't have like fancy food like we have now like this kind, so many choice and those things. So very, very harsh conditions. So normally we thought butter. So only barley flour and when visit and they give that. So putting and the tea and the making bowl and then putting and inside how to say and bucket and then still mother's how to say and very hungry because of not eating, still putting inside a bucket, then bring back evening to and like share a little bit for every kids. Poor mother still hungry, belly is empty. So like all those kind put so much effort to build up our life, you know. But sometimes when we forget, really, especially when we our parents are getting old, we don't really realize. So when they come here and we repeat one times, so then they come here. Can you repeat again? So normally most people shout, you know, I told you one times already, but not understand. When we getting old, everything which is very much off, and then we don't really realize. So mother put how much effort, but we don't really realize that, you know. Even we empty world repeat also sometimes very, very difficult. And I can see also some kids very aggressive and shouting parents. So if we engage to that, which is a very, very heavy negative karma, we automatically engage. So whoever have my live parents, so great opportunity to we can serve and repair kindness. They are working extremely hard this life. So maybe we can see in the past life our mother more than our this life also parents putting effort, that much putting and treated our life. So we are reborn, redied that much and that terms. So then we can shoot consent and we can physically and mentally when we practice Dharma dedicate to all mother sentient beings. So then much easier and also more beneficial to sub, beneficial to all the others.
Và bởi vì chúng ta vẫn kẹt ở trong cái cõi sinh tử này, chúng ta sinh ra rồi lại mất đi, thì cứ mỗi lần như thế chúng ta lại nợ càng nhiều hơn đối với cha mẹ của mỗi đời chúng ta. Và khi mà nói đến sự thương yêu, sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái, thầy thường hay nhắc lại ví dụ của cuộc đời bản thân thầy đã trải nghiệm tình yêu thương của cha mẹ như thế nào. Thì mọi người cũng đã từng nghe câu chuyện này, nhớ rằng Tây Tạng lúc ấy rất là nghèo. Khi mà thầy còn nhỏ thì cha mẹ thầy trong cái hoàn cảnh chung của xã hội hết sức là khó khăn, không có được cái miếng ăn đầy đủ mỗi ngày như những cái thời gian sau này. Thì khi mà đi đến viếng thăm hàng xóm, láng giềng, thăm những người thân theo phong tục, thì thường là chủ nhà sẽ đãi khách khứa đến bằng những cái thực phẩm, những cái thức ăn ngon lành. Nhưng mà thời đó rất là nghèo, chỉ duy nhất có được là một ít bột samba. Thì theo phong tục thường sẽ đem theo một cái chén, và khi đến đó thì mình tự lấy cái chén ra và gia chủ mời một ít bột để mà cùng với nhau ăn rồi dùng trà để nói chuyện. Nhưng mà vì các con ở nhà không có thức ăn, do vậy cha mẹ ngài không có dám dùng đến một ít bột mà gia chủ mời. Sau khi vo lại thành viên rồi, lẳng lặng để vào trong chén rồi cất lại vào ở trong áo để đem về nuôi các con. Thì ngày qua ngày như thế, mỗi ngày một ít, cha mẹ cứ lại phải hy sinh cái sự no đủ của mình để mà các con có được thức ăn, để mà các con có thể lớn lên. Thì cái hình ảnh này, cái câu chuyện này nó được hiển hiện ở tất cả mọi gia đình mà có cái sự khó khăn. Cha mẹ luôn luôn vẫn là người hiếu sinh nhiều nhất cho con cháu. Thế nhiên chúng ta lại không có lưu tâm, chúng ta không có nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ như thế. Để rồi khi cha mẹ già, tất cả mọi cái căn nó đã suy yếu, thì nhiều người lại hành xử đối với cha mẹ mình một hết sức là vô lễ, là ngược đãi, là la mắng. Khi mà cha mẹ tay bị yếu, không nghe được những cái tiếng lời rõ ràng, mà chỉ cần hỏi đi hỏi lại một hai lần là thế nào cũng bị những đứa con quát mắng trở lại. Thầy đã từng chứng kiến như thế, và thầy nói đó là những hành vi gây tạo những cái ác nghiệp rất là nặng nề khi mà đối xử với cha mẹ, người đã sinh ra lo lắng thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Ai hiện nay may mắn chúng ta còn có cha mẹ sống thì hãy đền đáp công ơn, hãy chăm sóc, hãy báo hiếu, hãy lo lắng, hãy phục vụ tất cả những gì mình có thể được cho cha mẹ của mình. Và đồng thời chúng ta cũng nghĩ đến cha mẹ không chỉ đời này mà bao nhiêu đời kiếp trước đây chúng ta vẫn còn nợ họ, để mình thực hành, mình hồi hướng công đức cho tất cả cha mẹ trong khắp pháp giới chúng sanh. Và có được như thế thì cái lợi lạc nó không chỉ riêng bản thân chúng ta, mà tất cả chúng sanh, tất cả cha mẹ cũng đều được hưởng phần lợi lạc này. So all of us coming from mother put so much effort, it's entirely and same. And some family have good conditions, some family have average, some family have very harsh conditions. So that depends also really in the karma. We call it positive karma and the negative karma. And they're also connected. Everything's interdependence. So interdependence, like that ways. So when we are coming and living in the samsara, reborn and redied, and the samsara is a very strange and also very weak, you know. So therefore, and they have a karmic, positive karmic connections and the negative karmic connections. Like for example, I can tell you one story in the one Indian Mahasiddhi, which is called Pajak Dhamma Sanje. He is a Chu lineage holder. So when he was coming from India to Tibet, and when he reached in the Ganges River, and the Ganges River, and when he saw one female eating fish meat, and also holding child, and also shouting and beating together with a dog. So then that great master realization, he can see, oh, he's laughing. And then he said, Pasha Sashing Maladek, Chume Choya Rupancha, Korvacho Guru, which means, he said,
Samsara is so funny, he said. Because when he hold and her lap and the baby, that is a parcel of her enemies, reincarnation. So when she was eating fish meat, that is her parcel of her father. And when he beating and also shouting that dog, that is a parcel of her mother. And the three things link together. So therefore, we do not know, you know. Like for example now, and some family, husband and wife get very well, everything very smooth, and a very happy family. So I believe that also positive karmic connections, you know. Some family not that smooth, so always something happened and quarrel each other. So whoever understanding and the Dharma practitioner, so then we realize, so that my karma, I own from her or him. So that reason I need to go through that situation. So when we understanding, when we realize, so then much easier to, we can repair a pair of karma. So otherwise, even this life stay together or not stay together, so karma is already still exists there. So very difficult to, we can avoid, you know? And some people said, oh, something not get very well and go different directions. But that means it's still your karma is still there, you know? So not pay off, cannot go that directions. So therefore, each other patience and tolerance and compassion. So then understanding Dharma, thinking and karmically. So I think then much easier to, we can rid of karma. Và khi chúng ta nghĩ đến cha mẹ chúng ta đời này thì cũng hiểu rằng là cha mẹ của muôn đời vẫn thương yêu con cháu như thế. Do vậy rằng cái việc chúng ta cần phải làm sao đền đáp được công ơn cha mẹ luôn luôn cần phải nghĩ ở trong tâm mình. Và ở trong cái thế giới luân hồi này thì thầy nói nó thật là kỳ lạ. Có những gia đình có cái điều kiện sống và cái hoàn cảnh mọi thứ nó ở cái mức trung bình. Có những người có cái mức rất là khá giả và có những gia đình rất là giàu có. Vô số cái kiểu khác biệt nhau trong cái hoàn cảnh sống của con người và của gia đình. Thì luân hồi này nó thật là kỳ lạ khi mà nó diễn biến theo những cái sự nhân duyên, nghiệp quả có kết nối với nhau mà với cái mắt thường của một con người chúng sanh không có sự thực hành chứng ngộ, không thể nào chúng ta có thể nhận diện ra một cách đầy đủ và rõ ràng. Thầy có kể câu chuyện của một vị thành tựu giả, Dambasanje, một thành tựu giả Ấn Độ. Thì khi mà vị ấy đi đến bên bờ của sông Hằng, vị thành tựu giả này là một đại thành tựu nắm giữ cái dòng truyền thừa của Pháp Trước. Đây là một cái vị hết sức là nổi tiếng. Thì khi mà vị đến cái bờ sông Hằng thì gặp một người phụ nữ đang ôm một đứa con trong lòng, tay thì đang cầm một con cá để mà cắn xé ăn thịt, và có một con chó đang cứ nhào tới để xin thức ăn thì lấy cái cây đánh nó, vừa đánh vừa chửi nó. Thì khi nhìn vào trong một cái hình ảnh như thế, Ngài lại bật cười. Và Ngài bật cười vì Ngài thấy cái sự xoay vần của luân hồi thật là kỳ lạ. Khi được hỏi thì Ngài giải thích đó là cái vị phụ nữ đó đang ôm đứa con tràn đầy thương yêu trong lòng, nhưng mà đứa con đó chính là kẻ thù kiếp trước của vị ấy. Con cá mà vị ấy đang cắn xé ăn thịt lại là người cha của vị ấy. Và đồng thời con chó mà đang nhào vào bị vị ấy vừa đánh vừa chửi lại chính là mẹ trong đời trước. Không thể tưởng tượng nổi. Do vậy rằng là khi mà một gia đình chúng ta có được cái sự hạnh phúc cũng là do những cái nghiệp tốt lành chúng ta đã gieo ra. Một gia đình mình gặp phải cái cảnh lục đục cũng chính phần lớn đến từ những cái nghiệp trước đây. Khi mình hiểu câu chuyện ấy, những cái ý nghĩa của cái sự gọi là nhân duyên nghiệp báo ở trong cái cõi luân hồi này, thì chúng ta thấy rằng nhiều khi có những cái bất hòa, có những cái xung đột nó lại đến từ những cái nợ trước đây, và mình cần phải trả cái nợ này một cách nhẹ nhàng. Khi mình hiểu cái vấn đề như vậy thì những cái khó khăn nó dễ dàng được chấp nhận và dễ dàng cho chúng ta xử lý hơn. Nghiệp không bao giờ sai chạy, và nhân đã gieo thì nó vẫn còn ở đó.
Nếu chúng ta không thấm được cái điều này thì khi có chuyện bất hòa xảy ra, nhiều khi mình tìm cách mình bỏ đi. Mà cái chuyện mà chúng ta quay lưng bỏ đi thì nhiều khi nó không giải quyết được vấn đề. So you can see very clearly, you know, and when we are living in samsara, so which is ignorant can cover everything, very much blind our mind. We cannot able to see. So that reason, if we have a wisdom, and we can very easy to see, you know, because she holding child as her enemy. And normally, like not kind, had that, you know. And she eating meat is a father's meat. How to able to eat? Because ignorance can cover. And she beating dog, that is her mother. And also very angry in that time. Because when ignorance can cover, then we cannot able to see everything as very clearly. So then we build anger. And then anger can so much cause create problems, also from beginning to until now. So create problems, anger and ignorance. So that reason we are reborn again into the samsara. So normally, and we do not know, like whatever we create, that cause of negative karma can cause so much create problems, but we never realize. Sometimes so some people saying like very nasty word, or some people like maybe slap you a little bit of pushing strongly showing reaction. So that we always thinking, oh, that person had it to me, this person always nasty to me, thinking. But that kind of nasty cannot able to you pushing down into the low realms. So pushing down low realm by from our ignorant and anger always, but we do not realize always that really, and always like we are polish, and we can harden ego and anger and or ignorant emotions, everything inside our body. Also, you are right, you know, if somebody try to little bit say wrong things, then we show very strongly reaction. So then that kind of reaction anger is so much cause damage, which is Shanti Deva saying, Karpatong to Sakbaye, Jindan Deja Chola, like Jaka and Deku, control check in Jambrasi, which means when we for instantly angry, anger comes, so we can see our normally have a very bright and a very fair skin. So when anger comes, our blood going up to like 99%, turning to red fast, you know? So when that kind of anger comes, so even we causing eons earning accumulation merit. When die grass, we set up fire match, putting there, immediately burning all the grass. Like that was burning accumulation merit. During that time when we earn accumulation merits, generosity and the six paramatas we using, and whatever we have, all the virtues. So when, for instance, the anger, that can cause damage everything. So therefore, when we practice now, particularly 37 steps on Bodhisattva, whereas we always need really mindful, we need always keep in our mind how to we can control our anger, how to we can slowly reduce our emotions, and how to we can clarify all our ignorance, how to we can able to develop our wisdoms. Not like that stare and the blindly and the very darkness. Chúng ta còn kẹt ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này, tức là cái sự vô minh nó vẫn còn hết sức là dày đặc, nó che mờ đi tâm trí của chúng ta, là mình không có được cái sự sáng soi của trí tuệ để thấy biết mọi sự một cách hết sức là chân thật. Khi câu chuyện thầy kể cho chúng ta nghe về cái ví dụ ở trong kinh nói về Dambasandra khi thấy một người phụ nữ ôm con, ăn cá và đánh con chó. Thì khi mà cái vị đó ôm đứa con, ôm cái kẻ thù tái sinh lại như là đứa con, thì vị không biết đó là kẻ thù. Khi vị ăn con cá cũng không thể nào hiểu được cái con cá từng là cha
của vị đó đời trước bị tái sinh làm con cá, hay là đánh con chó cũng không thể nào nghĩ nổi, con chó đó lại chính là người mẹ tái sinh của kiếp trước vào kiếp này. Tất cả mọi cái hành vi đó nó đến từ một cái sự vô minh. Cái sự vô minh nó bao gồm cả mọi cái độc tố, từ sân hận, từ tham chấp và thậm chí là kể cả yêu thương. Và chính từ những cái xúc tình kiêu cực mà chúng ta không nhận diện ra được, nó làm mình mắc kẹt ở trong cái cõi sinh tử luân hồi, vì nó cứ đẩy chúng ta tạo mọi cái nghiệp xấu ác mà mình không có nhận diện ra được. Để khi mà mình có thể thấy rằng là ai đó mà có lời nói không hay với chúng ta, đối xử không tốt với chúng ta, thì mình trở nên rất là sân giận. Nhưng mà tất cả mọi cái sự ác hại của người đời đó cũng không bao giờ đẩy chúng ta đi được vào cõi thấp, không có làm cho mình tái sinh được cõi thấp, mà chính cái tâm thức chưa được tỉnh hóa, đầy những cái sân hận phản ứng lại, làm cho chúng ta tạo nghiệp, thì chúng ta mới bị đọa rơi cõi thấp kém. Tất cả những cái sự che chướng đó nó nguy hiểm ở chỗ nó tạo ra một cái môi trường thuận lợi để mà cái bản ngã nó trú ngụ ở trong đó. Mình không nhận diện ra điều ấy, cho nên chúng ta lại tiếp tục nuông chiều và nuôi nấng cái bản ngã của mình. Đến một lúc nào đó khi có ai nói cái điều không hay, làm cái điều không đẹp, thì cái cơn sân hận nó có điều kiện để nó bộc phát ra. Khi cái sự sân hận nó nổi lên trong tâm của mình, thì tất cả mọi cái tướng mạo của chúng ta thay đổi, mặt mày của chúng ta trở nên đỏ ké, rồi sân hận, rồi mình nói mình làm những cái điều không hay, không đúng. Cái điều mà mình để cái sự sân hận trong tâm của mình đó, nó nguy hiểm như là mình để một cái mồi lửa ở trong một cái đống rơm khô, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể phừng lên, nó đốt cháy đi hết tất cả mọi công đức của chúng ta. Mình cần phải thực hành cái hạnh hoan hỷ để đối trị lại với mọi cái xúc tình sân hận, mọi cái bản ngã nó còn ẩn tàng ở trong tâm thức của mình. Do vậy khi mà mình có cơ duyên lắng nghe về pháp hành 37, thực hành của Bồ Tát này, mình cần phải nhớ, mình cần thực hành, mình cần phải chánh niệm, thì có cái sự chánh niệm, có sự thực hành được, tất cả mọi cái xúc tình như là sân hận hay là tham chấp nó mới giảm thiểu đi, và từ đó trí tuệ mới khởi sinh được ở trong tâm của mình. So now, secondly, Manandona Randi Chechexa. So when we are from beginning to until now, reborn and redie, during that time, be all my mothers, all mother sentient beings, and like some living in the three low realms, and some living in the three high realms. So wherever living, so much suffering, we can see. And the samsara has so much suffering. So all those kind of sentient being is living, mother sentient being is living so much suffering. That way, so if we are relaxed so much, we are enjoy so much our life, so then what we can do? So which is Mochitumi said. So like, for example, this life, our own mother. So when your mother was like very harsh conditions, she is selling vegetable or small things and they live in the street. And when you drive Maserati and you are living very luxury condition and a very nice house, so then people ask, who's that mother or that boy or that girl's mother or luxury conditions living? So mother is living in the street selling all those things. So in ordinary ways, so people not say very nice things, you know. So like, for example, that ways. So all those kind of sentient beings, now accordingly, we follow in the Mahayana ways. So in the Dharma, so we can see all other sentient beings, mother sentient beings, all mother sentient beings, if like this very difficult situation and so miserable situation living like this. So if we just be really simply relaxing and not concerned, not caring for other sentient beings. So don't how to weaken in order to develop a generating waters of the mind. Tất cả mọi chúng sanh như thầy nói đều là cha là mẹ của chúng ta. Ở trong một đội nào đó thì
chúng ta thấy được rằng là khi mà tất cả cha mẹ của chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt ở trong cái cõi sinh tử này, thì bất kể rằng là ở cái cõi nào, dù cao dù thấp gì, cũng đang phải chịu đựng khổ đau. Và nếu mà khi nói cha mẹ đang khổ đau mà chúng ta vẫn bình an và có được cái sự hưởng thụ hạnh phúc, thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ có một cái hình tượng mà thầy nói rằng là ví dụ như người mẹ mỗi ngày phải đẩy một cái xe bán rau, bán củ để mong rằng là có thể có được bữa ăn qua ngày, hết sức là khổ cực từ sáng đến chiều, và không có mái nhà nương thân, phải sống vất vưởng ở ngoài đường. Trong khi đó người con thì đi trên những cái xe rất là sang trọng, ở những cái nhà đầy đủ tiện nghi, thoải mái, hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nếu chẳng may người đời biết được rằng là người con có một bà mẹ đang phải chịu khổ sở như thế, người con vẫn biết mà không hề có cái sự đền ơn báo hiếu giúp đỡ người mẹ, thì không biết rằng là người đời sẽ nghĩ về cái người con đó như thế nào. Và tương tự như thế, hiện nay chúng ta bước theo con đường thực hành Phật Pháp của Đại Thừa, con đường phát triển hạnh nguyện, đem tất cả mọi thực hành, mọi lợi lạc hướng về chúng sanh vốn như cha mẹ của chúng ta, thì cái sự hiện hữu khổ đau của tất cả cha mẹ ở trong đời này cũng như đời trước, ở cõi nào trong cái sự luân hồi này cũng đang diễn ra. Như vậy khi mà chúng ta có được một chút thời gian mà mình hưởng thụ tất cả những cái thú vui cuộc sống này, thì mình sẽ nghĩ lại rằng là cha mẹ mình đang khổ đau như thế, chẳng lẽ mình có thể an tâm ở đây để mà hưởng thụ cuộc sống này hay sao? Khi chúng ta đặt câu hỏi như thế thì mình sẽ có được một cái sự thương tưởng khởi phát trong tâm mình, có được cái sự phát triển của tâm Bồ Đề, để mình đem mọi cái nỗ lực, mọi cái công sức của mình hướng vào sự thực hành, để mong giúp đỡ cho tất cả cha mẹ chúng sanh của chúng ta thoát được cái sự khổ đau, đến được cái sự an vui hạnh phúc. So when we talk about suffering or other sentient beings, my mother sentient beings, so this life, human life, so when we have suffering, so we cannot really during that term suffering is living and the lower realm sentient being suffering, we cannot compare it to sufferings. But we can see in the human beings living and some situations so much suffering. So we can then compare it to, we can thinking if we are reborn and hell realms, how much suffering, you know? And the hell realm have at cold realms at and at hot realms, and the 16 harems. So 18 harems, sorry, total have it like that, and the extra two, but and the 18 harems. So we call Nyakam Choje. So then we can imagine it, and hungry ghost realms. So as I always saying, when we are doing Nyungne, so which is represent significant, purify, not a rebirth, hungry ghost realm. So when we are not eating 24 hours, how much miserable situation, but we cannot really compare to little parts in the living and the hungry ghost sufferings. So when during the Buddha Shakyamuni and living in India, and the Buddha have two disciples, like many miracle powers, which is Shariputta and Mangalajaputta. When Shariputta, so when he miraculously, he went to like visit all the six realms. And the six realms, when he went to enter the and the ghost realm. So when he went to ghost realm, so firstly he met and one very old lady. So gray hair and covered by all dust and very, very skinny, like dye very much everything. So then Shariputta asked, what happened to this? Then he said, when I was living in the hermit realms, so I'm really stingy and doing many things wrong. So that reason I was born here. And then I have five kids with me, and I have no food or no smell, like around 15 years already. My husband went to looking for food. So he also disappeared, cannot able to see. So then if you going to do that way, so if you see and my husband, then she describe.
she said like eyeballs are going down into the head, and they're like very skinny, and they have a long beard, and like he said ugly eatings, everything is enough for my husband. That kind, then because no food, you know, turn into like that was very ghost, we call normally like ghost, you know. So when he went to Turu and the Shariputra, so then before that lady exactly like described that kind of man was looking for food, and then he asked where you come from, and then he said because I have five kids and my wife also living there, and the same time looking for food, and only this morning when fully ordained monks, so when they are Toro slap, you know, slap, and that he did dedication. I received only that, like many years. So how imagine if we are reborn and hungry ghost realms, you know, and the hot and the cold, even receive food cannot go through into the tummy. Even go through in the tummy cannot fulfill. Tummy very big and the leg very weak, cannot afford to hold. And also suffering into the food, into the tummy, also burning and coming fire, also as suffering. Because that all like imagined, you know, we can. That reason we have in that every temple in front door drawing true link. So that is represent, so we can look and we can experience. So we have many experience, but with ignorant again, so which is forgot everything, you know. Và thầy luôn nhắc về cái sự khổ đau của chúng sinh đang kẹt ở trong cõi sinh tử luân hồi này, để mình thấy rằng đây là một cái cõi cần phải lập tức chúng ta thoát ra. Tại vì khi nói về cái sự khổ đau á, thì ở cái cõi loài người không hình dung ra hết tất cả những cái khổ đau của mọi cõi khác. Một cái khổ đau kinh hoàng mà trong kinh đã từng mô tả, chẳng hạn như là chúng sanh bị tái sinh ở trong cõi địa ngục với 18 tầng địa ngục đầy rẫy mọi cái sự tra tấn khổ não, kể cả những cái gọi là hàng ngục, hỏa ngục lạnh hay là hỏa ngục nóng, thì những cái sự khổ đau đó là không thể nào kể hết. Rồi đến cái sự khổ đau ở cõi ngạ quỷ thì luôn luôn phải chịu đói khát hàng trăm năm và hàng trăm năm. Có một câu chuyện về một cái ngạ quỷ phải chịu khổ đau như thế nào, thì thời Đức Phật có hai vị đại đệ tử, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Thì các ngài là các đại đệ tử của Đức Phật, có đầy đủ mọi thần thông và hạnh nguyện. Thì một lần thì Ngài Xá Lợi Phất đi vào trong cái cõi ngạ quỷ và thấy một ngạ quỷ nữ rất là già, đầy rẫy những cái tướng mạo xấu xí, có 5 người con và rất là khổ đau. Thì khi thấy như vậy, Ngài mới hỏi rằng là tại sao bà phải chịu đựng cái quả này. Thì ngạ quỷ mới nói rằng là tôi lúc trước ở trong cõi người, tôi đã hết sức là keo kiệt và ác độc, không có bố thí, không có tạo bất kỳ một cái hạnh nguyện nào, mà luôn gây tạo những cái sự ác hại, do vậy bị tái sinh vào làm ngạ quỷ ở đây. Tôi có 5 người con và chồng của tôi cũng là một ngạ quỷ, đã bỏ đi rất là nhiều năm nay để tìm thực phẩm. Nếu ông có được cái khả năng đi đến một cái nơi nào đó mà tìm được chồng tôi, thì ông sẽ thấy rằng chồng tôi là có một cái tướng mạo hết sức là xấu xí, kinh dị. Vì một cái loài ngạ quỷ nó không được ăn uống mà bị tái sinh, phải trả những cái nghiệp keo kiệt trước đây. Do vậy là cái tướng mạo sẽ là như thế. Và Ngài Xá Lợi Phất đi đến một nơi thì gặp được một cái ngạ quỷ với cái mô tả giống như thế, thì đúng là chồng của bà rồi. Thì khi Ngài Xá Lợi Phật hỏi, thì cái ngạ quỷ già này mới nói ta là chồng của ngạ quỷ nữ mà Ngài vừa gặp. Ta có 5 người con, nhưng mà vì cái sự đói khát cho nên ta phải ra đi để tìm cầu thức ăn. Và không biết bao nhiêu năm nay ta đi tìm nhưng chẳng bao giờ có được thức ăn. Và mỗi một ngày ở đây thì có một cái vị nhà
có một cái vị sư, thì cái nhà sư đó khi mà ngài ra ngài nhổ nước bọt ra ngoài thì ngài hồi hướng công đức, thì lúc đó ta mới có được một ít thức ăn, nhưng cũng không dễ dàng gì, cũng vì cái ít thức bọt đó lại phải tiếp tục tranh giành với những ngạ quỷ khác. Thì đó là cái điều mà phải nói hết sức là khổ sở cho cái loài bị tái sinh vào làm quỷ đói. Thì ở cái cõi của loài quỷ đói này, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở trên kinh sách, đó là cái bụng thì to tướng nhưng cái cổ thì nhỏ xíu như cái lỗ kim, thì hầu như chẳng có thực phẩm nào có thể trôi qua được cái họng đó để mà vào trong cái bụng dạ để làm cho ngạ quỷ cảm thấy được no ấm, dù chỉ là một bữa ăn nho nhỏ. Và hễ mà có được một ít nước hay thực phẩm nào trôi qua được cái cổ nhỏ như cái lỗ kim đó thì lập tức trở thành lửa thiêu đốt ngạ quỷ, khổ sở khổ đau vô cùng. Những cái điều mà mô tả này nó được thể hiện ở trong bức tranh của 12 nhân duyên cộng với cái sự mô tả chúng sanh ở các cõi thấp thường được gắn ở trước các cổng chùa, đặc biệt là bên Tây Tạng, để nhắc cho người đời thường hãy nhìn vào, hãy nhớ rằng hãy hết sức cẩn trọng, đừng bao giờ gieo bất kỳ cái nhân xấu ác nào để phải đọa rơi vào cõi thấp kém. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thì có vẻ ghê sợ, có vẻ nhớ đó, nhưng mà vừa quay đi thì chúng ta lại quên mất. So now all those kind of mother sentient beings are so much suffering like that kind of situation. So now what we can able to help? There's an entire sentient, there's also Sancho sentient, just a lali. So all those kind of sentient beings and they're living and that kind of situation. So now we can able to help. So when we hoping and physically and financially, so that is really much temporarily, we can also practice hoping, you know. So best way is which we can hope. So as early as I said, so we can develop our compassion. Compassion, when we develop, so which is firstly, we can think about on this life, our mother, how much, as I said, put effort. That reason now, mother effort put that much, and that reason we are precious human life and living and meeting precious Dharma teaching and we understanding because of this everything effort coming from mother. So then we understanding, appreciating this life on our mother, how much put effort. When we understanding, so then we can generating and the parcel one life and the third life, fourth life. So we can say all mother sentient beings from beginning to until now. Otherwise, if we say all my sentient beings, mother sentient being, we can say by from our mouth, but actual something really happened, like each other disagree, little things, as I said, like for example, somebody little bit slap you or punch you, pushing away, and then we are very strongly angry and showing reaction because we are not developed compassion. So when we once develop from this life our mother, and then that even that situation comes, or I cannot angry because of that person, or that is my father, or that is my mother, or maybe I did something wrong past life. So that duty of the negative karma meant to be like this. And then you can dedication. Whatever happened, you can rejoice. And when we develop that awareness, so which is Sancho Semchi, Jase Lali, and we generating bodhisattva mind, when we can practice that awareness, so which is 37 steps, bodhisattva's awareness, best awareness we hoping. So we thought to develop compassion, very, very difficult. Sometimes when we do prostration, mundra practice, if you are not generating bodhisattva mind, still has beneficial, but very, very little, you know. If like, for example, some practitioners I can see, when you put so much effort, then you build up your ego so much high and very aggressive, and then thinking like, I'm best one, you are rubbish, you know. Thinking, build up like this. So when practice that kind of practitioner can be dangerous, you know.
going down harams. And when we practice, so which is very, very important to develop generating bodhisattva mind, we say relative bodhisattva and automatic bodhisattvas, two bodhisattvas when we build up. So when we build up that awareness, so that can fall instantly, all past, present, future, negative karma, also instantly able to purify. Without compassion, very, very hard. So even last time I talked about the asanga history, you know, even in Latin being all those kind put so much effort and the silently and the solitary retreat, that many years, we cannot compare to all those like highly realization lamas need to put effort in the, into the until realization, compassion. So cannot see Buddha material. So we need to think. Sometimes like we thinking, I'm 10 years in the Dharma, I practice 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, extra, you know? And if we need to analyze and searching how much we can reduce, how much we can develop our knowledge. So then, which is accordingly, we are now in the discussion or teaching these 37 steps of awareness, so we can develop gradually. So we thought very, very hard. And if we practice Dharma, we develop too much negative things. So Dharma is nothing wrong, but our practice very wrongly. So then very hard to get benefit. Tất cả cha mẹ của chúng ta phải chịu cái cảnh khổ đau là thế khi chúng ta được nghe giảng để mình thấy rằng là hiện nay chúng ta đang có cơ hội thì mình phải giúp như thế nào đối với cha mẹ của chúng ta. Nếu mà ai có được cái điều kiện để mình lo đầy đủ cho cha mẹ ở trong cái cuộc sống thế gian này thì điều đó hết sức là tốt lành. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì nó vẫn mang một cái giá trị tạm thời và hữu hạn. Do vậy, mình cần nghĩ đến cha mẹ không chỉ là cha mẹ đời này mà còn cha mẹ trong vô số những đời trước đây. Chính vì thế mình cần phải hướng tâm mình về lợi ích của cha mẹ ở trong cái cách thế của xuất thế gian, đó là mình hãy khởi được cái tâm bồ đề của mình. Và khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có được cái thân người này để mà mình thực hành Phật Pháp thì đó là công ơn của cha mẹ vô cùng lớn. Và khi chúng ta có cơ duyên được gặp Pháp, gặp thầy rồi thì chúng ta hãy nỗ lực hành trì để không uổng phí thời gian. Và cái nỗ lực hành trì này nó phải đặt trên một cái lợi ích của tất cả chúng sanh vốn là cha mẹ của mình, thì đó gọi là tâm bồ đề. Khi mà mình có được cái nền tảng của tâm bồ đề rồi thì lúc đó tất cả mọi cái thực hành, mọi cái lời nói, mọi hành vi của chúng ta đều đem đến lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu mà nói rằng là chúng ta thực hành cái tâm bồ đề vì tất cả chúng sanh chung chung mà chúng ta không sử dụng cái hình ảnh, hình tượng của người cha, người mẹ ngay trong đời này đó, thì nhiều khi nói nó sẽ dễ nhưng mà tâm mình nó không có khởi phát được cái lòng thương yêu một cách quảng đại và rộng lớn ngay lập tức như thế. Nó rất là khó thực hành. Tại vì vốn cái sự sân hận từ bao nhiêu đời nó vẫn còn nằm ở trong tâm thức của mình, nó chưa được tỉnh hóa. Và chỉ cần một chúng sanh ở trong cái tập hội mà chúng ta gọi là cha mẹ ngàn đời đó mà nói một cái điều gì hay làm một cái chuyện gì mà làm cho chúng ta cảm thấy không có vui hay là cảm thấy buồn thì lập tức là chúng ta sẽ phản ứng ngay. Do vậy chúng ta cần khởi tâm bồ đề trên một đối tượng cụ thể, đó là cha mẹ của đời này. Thì mọi cái khổ đau, mọi cái chướng ngại của bản thân chúng ta hay của tất cả cha mẹ chúng ta đang phải chịu đựng, nó đều đến từ những cái ác nghiệp, những cái nhân bất thiện đã gây ra. Do vậy khi mình có cơ duyên thực hành thì mình luôn lưu ý để làm sao mình sẽ không phạm vào những cái ác nghiệp đó bằng cách luôn chánh niệm, không có để cho những cái suy nghĩ ác hại nó nảy sinh ở trong tâm mình. Khi phạm vào những cái điều như thế, chúng ta cần phải ngay lập tức sám hối để chúng ta không phải tạo thêm bất kỳ những cái nghiệp nào ở trong cái đời sống hàng ngày hiện nay. Khi mà mình không lưu ý về cái điều này á,
không có thực hành và không có cố gắng để mà khởi sinh cái bồ đề tâm của mình, thì càng thực hành thì nhiều khi cái bản ngã nó lại càng tăng trưởng. Và đây là cái điều hết sức nguy hiểm, vì nó sẽ đẩy chúng ta đọa rơi vào cõi thấp kém. Khi thực hành có tâm bồ đề, bao gồm cả tâm bồ đề tương đối và tâm bồ đề tuyệt đối, thì chắc chắn rằng là tất cả mọi cái ác nghiệp trước đây đều sẽ được tịnh yên. Đây là cái điều vô cùng vi diệu của cái gọi là tâm bồ đề của con người thực hành Pháp. Câu chuyện mà thầy kể cho chúng ta trước đây về vô trước Bồ Tát, ngài Asanga, đã nhập thất rất là lâu, mười mấy năm để tu tập hành trì, vậy mà ngài vẫn không đạt được cái sự giác ngộ, chứng biết sau cùng, không gặp được linh kiến của Đức Phật Di Lặc, vốn là bổn tôn mà vị đấy nhập thất tu hành. Cho đến khi vị ấy khởi được cái tâm bồ đề một cách trọn vẹn, khi gặp hình ảnh của một con chó bị tổn thương, chính tới thời điểm mà cái tâm bồ đề nó khởi phát lên, thì lúc đó cái sự chứng ngộ sau cùng ngài mới có thể gặp được. Do vậy khi nghĩ lại bản thân chúng ta, dù rằng mình đã nỗ lực rất là nhiều, thực hành ngôn rô một lần, hai lần, thậm chí là ba lần hoặc hơn nữa, nhưng nếu mà mình xét lại trên tất cả mọi cái nền tảng thực hành đó, cái tâm bồ đề, cái tâm hướng về chúng sanh mà nó chưa được khởi sinh, nó chưa được làm đầy đặn lên, thì những cái thực hành đó nó không mang nhiều những ý nghĩa. Do vậy ở cái bài học ngày hôm nay, ở điều thứ 10 trong 37 pháp hành Bồ Tát này, thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy được rằng cái việc, cái tầm quan trọng của việc khởi phát tâm bồ đề như thế nào, để mà từng bước chúng ta cần phải khởi sinh để mà xây dựng được một cái nền tảng vững chắc và lợi lạc cho cái sự thực hành tâm linh của chúng ta. Okay, so we can stop here today because I can hear somebody very short breathing. Thời gian cũng hết, thầy nói thôi mình dừng ở đây, tại vì thầy thấy rằng mọi người cũng mệt, không biết có ai mới thở dài thở ngắn gì không ạ. Have you heard Nyuma? Yes, con heard very clearly, and con just ask people that whoever having the short break that people check and hear. Yes. Yeah, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Do you have any questions? Rinpoche, the first question is that if we use our mother or father in this life to generate the bodhicitta, but in some cases they don't really have a very strong love or devotion to the mother, but particularly to the other member of the family, like an uncle or like a child, so we can use that people to generate the bodhicitta, Rinpoche? No. I think there's whoever really understanding Dharma very precisely. So no matter this time their parents treat nicely or not very nicely, behave very nicely or not, because already put so much effort to build up our precious family life, you know. So we should understanding that part, not currently whatever situation. So then much easier. So if current situation so much focusing, and then had the parents, so which is a very heavy negative karma. Yeah, thank you, Rinpoche. You're welcome. Câu hỏi đầu tiên rằng là chúng ta cần phải nghĩ đến cái công ơn, cái sự chăm sóc sinh thành của cha mẹ, để từ đó chúng ta có thể khởi sinh được lòng yêu thương một cách mạnh mẽ, khởi được cái tâm bồ đề hướng về khắp chúng sinh. Nhưng mà có một số trường hợp thì nhiều khi cha mẹ lại tạo ra những cái sự tổn thương, hay là họ không có được cái tình yêu thương rộng khắp đối với cha mẹ, nhưng mà họ đặc biệt yêu thương con cái hoặc là một cái thành viên khác trong gia đình, thì có thể sử dụng những cái đối tượng đó để mà mình khởi phát tâm bồ đề được hay không? Thì thầy nói là nhiều khi ở ngay trong cuộc đời này có những cái tình huống nó xảy ra mà chúng ta cảm thấy là bị tổn thương hay không có được cái sự tôn kính tuyệt đối với cha mẹ, thì cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu được rằng là chúng ta có được hình hài này là có được cái công ơn rất là lớn từ cha và mẹ. Do vậy mình cần phải làm gì thì làm cũng cần phải đền đáp công ơn của cha mẹ mình. Không nên có những cái hành xử hoặc những cái phản ứng đối với cha mẹ mà
lại gây tạo thêm nghiệp cho bản thân chúng ta. Like example, if we are not talk about past life parents, so if we are not tolerance, have no compassion, no sorry for this life parents, so then we talk about all mother sentient beings, just turning to really empty world, you know, doesn't work. So therefore, individually, whoever having cause problems with the parents, so when you lying down into the, your bed, you can think. So when you are baby, we don't know any things. So we don't know eat, we don't know walk, even we are upside down, breathing stop, we don't know how to move and how to make a breathing smoothly. Poor mother particularly put so much effort to build up this precious in life. We are not just like build up, grow up like mushroom or flower, you know? So put so much effort. So need even all those things, need the water, sun, wind, soil, everything comes together also grow up. So our life with the father and the mother put so much effort, then we are built up like adult, you know? And that when we are baby, we are really worse than all the like other animals, you know? And the dogs and the cats and worms. So when they open egg, they can survive by themselves without parents' support. So we are without parents, we will die within 3-4 hours. Tiếp theo cái câu giải thích lúc nãy thì thầy nói nếu mà chúng ta không có được cái tình yêu thương thật sự khởi phát lên đối với cha mẹ của chúng ta trong đời này, mà mình nói rằng là mình có thể yêu thương được cha mẹ trong muôn ngàn đời kiếp, tất cả chúng sanh của những kiếp trước đây, thì giống như là những cái lời nói rỗng không, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Bây giờ mình cứ thử suy nghĩ là khi mà chúng ta còn bé, khi chúng ta lọt lòng mẹ, thì ai đã chăm lo cho chúng ta? Dù ít nhiều, chúng ta cũng thọ cái ơn đó. Tại vì nếu không có cha mẹ thì chúng ta chẳng thể tự ăn, tự uống, tự đi. Chúng ta không lớn lên như một cái cây, cái cỏ hay là một cái loại thực vật nào hết. Thậm chí có những loài động vật nó vừa sinh ra khỏi vỏ là nó cũng có thể tự lo cuộc sống được. Nhưng con người thì không thế. Để có được hình hài thân tướng ngày hôm nay, chúng ta cần rất là nhiều sự chăm sóc của cha, của mẹ mình. Do vậy, luôn cần phải nhớ khởi cái tình thương yêu đến với cha mẹ mình ở ngay đời này trước cái đã. Thank you so much, Rinpoche. Rinpoche, the second question is that all the negative karma need to be practiced to purify. So, for other being, for other sentient being, for other people, if they don't know how to practice, and we practice and we dedicate to them, so can they receive it and can they purify their own karma, Rinpoche? Yes, that can get beneficial, but not first like individually when we create a negative karma, when we practice and we particularly understanding four powers method, and when we practice, so which is much fast to we can purify. So when we practice the Dharma and the dedication to other sentient beings, that can, of course, beneficial, but not like when we practice with four powers and the purify negative karma, not that power. Yes, thank you, Rinpoche. Có một câu hỏi rằng là thường tất cả những cái bất thiện nghiệp, nếu mà đã gây tạo thì tự chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tỉnh hóa. Như vậy thì có những người không biết đến Pháp, có những người họ không thực hành. Thì liệu rằng là khi mà mình thực hành, mình hồi hướng công đức cho họ thì họ có nhận được hay không và họ có tỉnh hóa được cái nghiệp của họ hay không? Thì nói rằng là khi mà chúng ta biết rằng là mình đã từng phạm vào những cái bất thiện nghiệp trước đây, bản thân mình cần thực hành sám hối cộng với bốn lực sám hối, thì khi thực hành như thế, bản thân chúng ta sẽ rất là nhanh tỉnh hóa cái nghiệp của mình. Còn đối với cái chúng sanh khác khi nhận được, khi chúng ta hồi hướng thì họ sẽ nhận được cái hồi hướng đó, nhưng những cái lợi ích mà họ đến được với họ và họ cảm nhận được thì nó rất là khác biệt so với cái việc mà tự mình phải thực hành để mà tỉnh hóa những cái nghiệp của bản thân cái người đã gây tạo ra.
You not finish? Yes, I'm about to finish. So that reason, precious family life is extremely important. Because without precious family life, if we once time reborn and like other wrongs, very, very difficult to we can practice and purify. So whatever limitation there has, this negative duty of the negative karma, so need to stay there. Other people can pray, dedication to hope, but not that fast. So when we are living precious human life, we understand the Dharma, we are into the Dharma, when we realize, so much easier than in the other realms. So other realms, like for example, God realm, they have no mentality to practice. And the jealousy God realm, they have no chance to hearing Dharma because always shooting and the suffering. Then animal realm, the animal have no mentality to, like for example, if we ask 100,000 times, so you restation Namo Aida for one times, you are liberating to Buddha Amitabha Pure Land. They no understand this meaning. Can some animal can repeat, but not understanding meaning. So then we imagined like ghost realm and always hunger and thirsty, no chance to hearing Dharma and no chance to practice suffering. And the hell realms, how imagined, always hot and cold, always miserable situation, no chance to hearing Dharma, have also no chance to thinking Dharma. So very difficult. That reason we call precious human life. Thank you, Rinpoche. Và nói về tiếp theo cái việc mà tỉnh hóa đó, cho cái câu hỏi như thế thì mình mới thấy một cái ý đó là tái sinh được vào là một chúng sanh ở cõi người với đầy đủ những cái thuận duyên và những cái lợi ích thì nó quý giá như thế nào. Tại vì bản thân chúng ta tự chủ được trong cái việc mà chúng ta thực hành, chúng ta tịnh hóa những cái nghiệp của mình. Còn nếu mà không có đủ cái cơ duyên tái sinh vào cõi người với những cái thân người quý giá mà tái sinh vào những cõi khác chẳng hạn như là cõi trời, thì họ cũng chẳng có cái ước mong, cái tâm huyết để mà thực hành Phật Pháp trong một cái điều kiện sung sướng viên mãn. Hay là những cái cõi Atula thì suốt ngày bận biểu với sự ganh tị, tranh giành, đánh nhau, cũng chẳng thể thực hành Pháp. Cõi súc sanh thì lại chẳng có hiểu biết, dù rằng là mình có thể dạy những con vật lặp đi lặp lại một cái câu niệm Phật, hồng danh Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nhưng nó không hiểu cái lời nó nói có ý nghĩa như thế nào. Nếu mà mình bảo rằng hãy niệm Phật phải đầy đủ những cái ý nghĩa thì có thể được tái sinh vào cõi tịnh độ, thì chúng nó cũng không làm được cái điều đó, dù chỉ là một câu. Đến với súc sanh là như thế, thì chúng sanh cõi ngạ quỷ suốt ngày cứ bị cái sự đói khát nó dày vò, phải đi tìm kiếm thức ăn, cũng không thể có được cái cơ duyên thực hành. Còn ở địa ngục thì những cái khổ đau mọi lúc, mọi nơi, mọi sát na, cũng chẳng bao giờ có được cơ duyên thực hành Phật Pháp. Thank you, Rinpoche. Yes, thank you, Rinpoche. No more questions up to now, Rinpoche. Okay, no news, good news. Yeah, okay, thank you, everyone. Yeah, I'm really happy to see everyone, Hanoi and Sagong. Như vậy hôm nay chúng ta ngừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị. Thầy rất hoan hỷ khi mà nhìn thấy tất cả quý vị có mặt đầy đủ ở trung tâm của cả Hà Nội và Sài Gòn. Thank you, everyone.
See you next week. Thank you, Sri Bhuchi. See you, Sri Bhuchi, next week.